cô thả lỏng người cho con nhá, không đau đâu, cô cứ thả lỏng người thôi, cô đừng có gồng là được nhá. Nó hơi thốn thốn một tí thôi. Đấy, cái vòng này á, thì nó sẽ nâng đỡ cái cổ tử cung của cô lên, cổ tử cung của cô kéo lên nhá. Bây giờ con sẽ đặt cái vòng cho cô nhá. Đấy, xong rồi cô dặn ra, cô đừng để táo bón, cô đang hình như hôm nay chưa đi. Đúng rồi á, nói đúng vậy. Cái này đúng rồi. Hôm nay chưa đi rồi. Chưa đi cho nên là đang hay đau bụng đó, đau bụng mà đi cầu cũng được. Rồi, cô đang bị táo bón này. Đúng rồi đó. Nên đau đúng không? Rồi, cô thả lỏng người cho con nhá. Không đau đâu, cô cứ thả lỏng người thôi, cô đừng có gồng là được nhá. Nó hơi thốn thốn một tí thôi. Đấy, cái vòng này á, thì nó sẽ nâng đỡ cái cổ tử cung của cô lên, cổ tử cung của cô kéo lên nhá. Rồi xong, bây giờ cho cô dặn mạnh xuống nào. Đó. Nó không sa xuống nữa đâu. Bây giờ về cô sẽ đi tiểu dễ nhá. Thế có khó khăn gì thì cô lại quay trở lại đây, cô báo bác sĩ nhá. Còn nếu không có gì thì 2 tuần sau cô tái khám cho con. Đấy, con đã đặt cái vòng cho cô rồi. Nó sẽ nâng đỡ cả bàng quang cho cô lên luôn nhá. Bây giờ cô sẽ mặc đồ, cô đi lại khoảng 10 phút. Đi tới đi rồi á. Đúng rồi. Xong rồi cô không bị tuột vòng, cô không cấn không đau thì con cho cô về nhá. Để cô xem cô có hợp với cái vòng hay không nữa. Cô nhá. Cái kiểu mà đi cầu đi tiểu bình thường cái gì? Vâng, cái lỗ tiểu là lỗ khác quá ạ. Đàn ông với đàn bà khác nhau đấy. Đàn ông là có lỗ chung. Gọi là khu vui chơi với khu giải trí là một. Mình là gần nhau thôi. Cái lỗ đi tiểu khác, cái lỗ làm chuyện đấy khác, cái lỗ đi vệ sinh đi nặng khác. Thôi nhá. Cho nên bây giờ cô đi xuống, cô mặc đồ vô, cô đi tới đi lui cho con nhá. Rồi, ok. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.